tương. Nếu là cái tương này phải thịt bé đi nữa, no. Nên để hơi to. Đây người ta cần bắt quay máy ảnh, máy điện thoại không dùng là cái gì, bây giờ dùng để quay phim. Cái cúi không biết lên đâu nhỉ, lấn lên được mà. Tương mùng mới, mùng mới mày năng mới đây này, mùng nó có ngầm mùng không lấy cả tuần nên là nó ăn hết. Mình thấy cái món này mùa đông để nhất lấy vào á. Trước có bản phần của cái đời mà của cái thứ dán như vậy. Cái của mình hay của ai đâu, cũng không phải của mình đâu. Giảm liều một tí để cho nó hấp 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 ít mà. Cầm cái này xuống. Chảo hơi xịn nên hơi dính. Nó bị cái lớp chống đi hết rồi. Hôm trước vừa nộp tiền điện tháng này à, nộp rồi. Bao nhiêu? Tháng này 80.000. 80 thôi không? Thế bây giờ 40 là gì? Mấy A Châu đó. Mình là dùng điện, mê toàn bộ điện này. Tháng vừa rồi là cắm cái siêu tốc kia hơi nhiều. Bếp ở bếp ngon ngay. Đang lửa. Nhưng mà thịt còn nhiều hết à nó. Để tủ lạnh để được lâu à nó. Tủ lạnh thoải mái rồi. Để ngăn đá hơn 2 tuần nữa. Nên việc tăng gấp để từ lúc này đến giờ mới thái. Đá thoải mái để nó đứng vào. Sửa đi ở đây rồi. Bây giờ sao thịt đây là canh? Sao thịt đây là cần không? Không cần không nhỉ? Xôm phát xuống mẹ úp bông một tí là được nhỉ? Chả cần đâu. Cái mình ăn này. Thế. Nếu mà làm cách thì nó nước nó đỏ đói sao này, lấy tí nước rồi nè. Ngon, xin mời nha, tương nha.